Hello, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay bên trường macro.vn về thêm vài cây gon. Vài cây gon trơn và vài một và một cây phun bóp nha anh chị các bạn. Đây bắt đầu em mở cái phun bóp. Đây là email cây phun bóp nha anh chị các bạn. Nó dài quá mình đọc 4 năm số cuối thôi, 16198. Ok, để mình đây. Rồi. Mở ra. Đây là tai nghe Bluetooth để bằng bên. Ít ai xài lắm. Ốp gồng vô bất tiện. Rồi. Cái máy của nó đây. Để bằng bên. Phụ kiện nó cũng như những hộp bình thường. Cốc sạc zin. Các USB zin cũng sạc bao da. Rồi ok. Đầu tiên là em bỏ ở đây. Rồi. Chị thấy cái email của nó đúng không? Rồi, mình kiểm tra email trùng email không? Đó, chị thấy không? 16198. Đó, email zin. Đó. Vô coi bộ nhớ trong phải 4GB không? Đây. Vậy đó không? 3GB 6. Đây là hàng men gon zin 4GB nha anh chị, zin chuẩn 100% nha. Không phải như là men 1GB đóng ổ cứng gì nha, bảo đảm chuẩn 100%. Đây. Gáy zin luôn. Vì đây là cái zin nè. Đó. Cái gáy này thôi á, là bình thường á, cái giá trị lắm. Cái gáy này thôi tháo ra là bán cỡ 6 7 triệu, 7 8 triệu, có nhiều cái mười mấy triệu luôn nha anh chị, 12 triệu là bình thường. Cho nên cái giá trị mà gon mà zin nguyên cây nó giá rất là cao. Còn gáy thai rẻ. Đây em ví dụ cây này gáy thai nè. Đó. Em cầm gáy thai lên nè, đó. Cây này vỏ zin nhưng mà gáy thai. Gáy thai nó rẻ hơn. Cái gáy thai nó giá tầm cỡ khoảng coi coi mười mấy cũng có, hai mấy cũng có. Đó anh chị coi đem cái gáy thai lên. Đó. Cái này anh chị phải cầm ở ngoài đời mới dễ coi. Chứ nhiều khi em quay clip nhiều anh chị không gành á. Nhìn thấy ổ số y chang vậy. Đó. Nói chung là dừng 88 người ta biết. Đó. Phím zin, dây nguồn zin, màn hình zin, vỏ zin, gáy zin luôn. Đó. Cây này nếu mà thị trường đang bán chắc cũng ba mấy triệu anh, ba mấy triệu cho lên nha. Còn đây là những cây mà vỏ zin, gáy zin luôn nhưng mà nó cũ hơn. Đây, đây zin nguyên cây nè. Gáy này gáy zin luôn nha anh chị, gáy zin. Nhưng mà nó xước xước xác. Đó nó có bị những cái lỗi nhỏ ở đây nè. Cây này bên em bán hai mấy triệu. Đủ thứ loại giá cho anh chị lựa. Đó. Cái này gáy thai. Cái này gon zin nhưng mà gáy thai. Đó. Cái phun bóp này là 30 mấy triệu. Vỏ zin, gáy zin, zin nguyên bản, phun bóp. Hàng bên em có sẵn vài cây. Anh chị nào cần thì ghé bên cửa hàng lấy nha. Vẫn địa chỉ một địa chỉ cũ thôi. Ok, cảm ơn chị xem clip.